nhu cầu đào tạo của bà con thì chủ yếu là các nghề nông nghiệp như chăn nuôi, trồng cây ăn quả các loại. Tuy nhiên thì cái sản phẩm làm ra sau đào tạo thì đang còn tương đối ít, và lại cái nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thì cũng ít, cho nên là cái số lượng sản phẩm làm ra bán đi trên thị trường thì cũng tương đối khó, nhất là cái sản phẩm về chăn nuôi. Góc độ hội nông dân thì có một số kiến nghị thế này: Ủy ban nhân dân các cấp cái rà soát cái nhu cầu lao động nông thôn để từ đó có một cái kế hoạch đào tạo. Hiện nay là các cấp về cái nhu cầu lao động nông thôn là nó chưa rõ lắm. Đây là hội nông dân mới phối hợp chỉ đạo hội cơ sở là theo cái nhu cầu chỉ tiêu giao, chứ còn là thực sự nhu cầu đào tạo theo cái quy hoạch của các địa phương là chưa cao, do đó là cái hiệu quả sau đào tạo là chưa cao. Những phụ của người lao động, sinh viên, học sinh, sinh viên người ta thường cứ đào được so với là nhu cầu, so với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Cái tình trạng nhảy việc của người lao động là còn nhiều, những thì con người là chủ sử dụng còn đang còn e dè. Các cái cơ quan tổ chức của Việt Nam mình, nhất là ở vùng Nghệ An mình, thì nên trang bị cho tất cả mọi người, nhất là lao động trẻ chúng tôi có môi trường học tập rèn luyện, nhất là đào tạo về cái vấn đề ngôn ngữ. Tôi cảm thấy cái vấn đề này rất là khó khăn trong quá trình làm việc đối với những môi trường làm việc nước ngoài. Rồi về một số vấn đề như là kỹ năng công việc và chịu được áp lực từ cái môi trường làm việc kỷ luật đó,